Sao thời buổi bây giờ cứ quan trọng nhan sắc? Thời buổi bây giờ nhan sắc rất là quan trọng bạn ơi. Bạn có nhan sắc á, nó giống như là có một cái chìa khóa để mà bạn mở đến cái con đường thành công nó nhanh hơn so với người khác đó. Bạn đừng có nghe ai nói là đủ đẹp rồi không có cần phải thay đổi nữa, hoặc là cái ngoại hình nó như thế nào cũng được, không có quan trọng. Không phải là bạn ơi, ngay cả Như cũng vậy, Như tuyển nhân sự Như cũng phải nhìn cái bạn đó có tươi tắn hay không, có ngoại hình chút xíu hay không, mình nhìn mình còn có cái cảm xúc để mình làm việc thật sự luôn. Ở đâu cũng vậy hết. Cho nên để ý cái vẻ bề ngoài của mình đi, mình phải làm đẹp, mình phải làm đẹp mới được. Nếu mà thấy da chưa có đẹp thì chịu khó chăm skin care một tí. Tóc chưa có đẹp thì cứ đi duỗi ra cho nó thẳng ra là nó sang. Tóc ít thì đi cấy đi, tôi cũng chuẩn bị cấy tóc này, có ai cấy rồi thì review cho tôi biết nha. Rồi body mà có nhiều mỡ chưa có được thon gọn săn chắc thì chịu khó đi tập, đi tập nhẹ cũng được nữa đó. Nhiều dần một thời gian là mình sẽ thấy là mình xinh đẹp lên lúc nào không hay. Rồi chưa có ưng cái vị trí nào trên gương mặt của mình thì đi thẩm mỹ đi. Thời buổi công nghệ mà trời ơi, thẩm mỹ mọc như nấm vậy đó, cảm thấy ở đâu yên tâm á thì tới làm để thay đổi để đẹp. Hôm nào tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cái câu chuyện mà cái mũi 5 triệu mà làm lên hơn cuộc đời tôi tới giờ nha. Nhưng chốt lại, nhan sắc là khởi đầu tốt, nhưng văn hay á thì không chỉ có mở bài. Trau chuốt cho vẻ ngoài của mình, nhưng cũng đừng bỏ quên trau dồi cho bên trong tâm hồn và trí thức của mình nữa nha.